Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình tiếp tục đến nhà của em Hiền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai tàng để chơi Tết nha quý vị. Xin chào Hiền. Em chào anh Tuấn với chào tất cả bà con cô bác quý anh chị em trên toàn quốc mình nha. Nay em có 13 cây mai tàng giao lưu cùng quý anh chị em bà con cô bác. Mong quý anh chị em bà con cô bác ủng hộ cho em nha. Số điện thoại em là 0976 533 164, đó cũng là số Zalo của em. Em ở ấp Long Định, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Mai này mai giảo hay mai thường em? Dạ này chủ nhà báo là giảo họp từ 7 tới 12 cánh chứ không có rặt của nó nha. Rồi 7 tới 12 cánh. Em bao ship toàn quốc mà em bao sống luôn nha. Bao ship bao sống luôn. Dạ. Rồi. Mình sẽ vào cây số 1 nha quý vị. Mai với cái gì? Rồi cái này tàng cao khoảng nhiêu em? Cao khoảng 1,5 mét hơn không tấm. Mét 6 gì phải không? Dạ. Rồi tàng ngang khoảng nhiêu em? Rồi bấm thước nghe đó coi. Ngang 117. Rồi 117. Rồi mời quý vị xem nha, để hướng đó nha Hiền. Rồi. Quý vị nhìn xem tay cành nha. Ra rất là chậm rãi cho quý vị xem cho kỹ nha. Đây cái dáng cũng dáng này cũng nằm rồi lắc lên ha. Không biết nữa. Rồi cho anh cái hoành Hiền ơi. Hoành là 25. Rồi hoành 25. Rồi để đây quý vị ơi, cho một vòng để luôn. Né nha. Né nha. Né nha, né nha. Né là trúng nha. Trúng mình tấn trước, trúng ngày. Trúng, trúng ông chủ kênh đang quay. Trúng kênh trước. Kênh này đem đeo. Đáng quá hiền luôn. Bán cho luôn không ai mua em trơn á. Bán bà chú cây luôn hả? Bán em luôn không ai mua em. Rồi cái này giao lưu giá nhiêu em? Cái này giá 2,2 triệu. 2,2 triệu. Cắt này ra cho nhìn thấy rõ ha. Rồi 2,2 triệu cái mã số 1 nha quý vị. Rồi đổi cây. Đổi cây thì lên cây. Cái gì? Cái gì? Em là cây số 2. Rồi mã số 2 quý vị. Rồi mã số 2. Đứng ở sau lưng là cái mương quý vị. Rồi cao khoảng nhiêu em? Cao chắc chặn cây nãy quá. Chặn cao nãy là khoảng 1,6 m hả? 1,6 m. Rồi khoảng 1,6 m quý vị ơi. Bảo Thiên. Đó lát vô đó, vô đó luôn. Rồi mời quý vị xem tay cành với thân ha, này cũng lắc lắc nha quý vị. Cái chuẩn đè ngã vô cái cây tao mày. Tàn ngang rồi mình khoảng nhiêu em? 112 á. 112. Đây, cho anh cái vòng đế luôn. Rồi hồi đo hoành luôn ha. Hoành là 23. Rồi 23 quý vị ơi. Rồi cho anh vòng đế luôn. Đế này đế nôm cũ đẹp quá ha. Rồi cây này giao lưu giá nhiêu em? Dạ cái này 2,4 triệu. Rồi 2,4 triệu quý vị ơi. Rồi đó em đo cái củ này thứ đây nó bao nhiêu em? Rồi 46. Rồi 2,4 triệu nha quý vị, cái mã số 2 nha quý vị. Rồi đổi cây. Bỏ cái bạo này rồi mã số 3 nha quý vị.
Rồi, cao khoảng nhiêu em? Rồi, cao khoảng 1,5 m nha quý vị. Rồi, ngang 1 m mấy em? Ngang là 110. 110. Rồi, tay cành đây quý vị ơi. Rồi. Ê, cho anh cái hoành luôn. Hoành là 25. 25, rồi cho anh vòng đế luôn. Đế con lắc lắc ẹo ẹo ha. Rồi giá bao nhiêu em? Dạ, giá 2 triệu. Rồi cây mã số 3 giá 2 triệu nha quý vị ơi. Đổi cây. Ê, mã số 4 đây quý vị ơi. Rồi, mã số 4 nha. Cao cũng 1,5 m, 1,6 m vậy ha em. Dạ, chạm đó anh. Rồi, giờ khỏi báo chiều cao luôn ha. Dạ. Rồi, báo từ ngang thôi. Nhiều. 116. Rồi, 116 nha quý vị. Rồi, em giữ cây hướng đó cho anh. Đây, mời quý vị xem nha. Đây, cái củ đế này ẹo ẹo rất là có duyên ha. Rồi, cho anh cái hoành luôn. Hoành 21. Rồi, hoành 21 luôn. Rồi, xây một vòng luôn. Rồi, dạ, dạ. Lắc lắc cũng đẹp quá ha. Ẹo nó lắc. Rồi, giá bao nhiêu đây? Dạ, giá 2,2 triệu. Rồi, giá 2,2 triệu nha quý vị. Đổi cây. Ông thứ ba lên. Rồi, cây mày mã số 5 nha quý vị. Rồi, mã số 5. Rồi, cao cũng khoảng 1,5 m nữa, khoảng 1,6 m quý vị ơi. Rồi, ngang khoảng nhiêu em? Rồi, ngang nhiêu đây? 123. Rồi, ngang 123 nha quý vị. Rồi, giữ hướng đó cho anh luôn. Rồi, mời quý vị xem nha. Xem tay cành nha. Ê, quý vị ơi. Đâu, em quay cho anh vòng coi. Giống cái đậu rồng ở dưới. Giống đậu rồng. Rồi, cho anh cái hoành luôn Hiền ơi. 35. Rồi, 35 quý vị ơi. Rồi, để đây. Kéo luôn. Bạn ấy kéo cắt luôn. Rồi, giá nhiêu em? Dạ, giá 2,4 triệu. Rồi, 2,4 triệu luôn quý vị ơi. Nhờ giống đồng rồng quá. Lắc lắc lắc, giống yên như con rồng. Rồi, đổi cây. Tập tung vô đi. Rồi, mã số 6 quý vị ơi. Rồi, vậy này cao khoảng 1,7 m nha quý vị ơi. Rồi, ngang khoảng nhiêu em? Ngang là 107. Rồi, ngang 107, cao khoảng 1,7 m nha quý vị. Em xây một vòng nữa, nửa vòng. Rồi, cỡ đó được rồi. Rồi, đây quý vị.
Vịnh Nhân Hiền. Mời quý vị xem tay cành nhé. Đây, dáng này lắc rất là đẹp nha. Đây quý vị. Rồi, hoành nhiêu em? Hoành là 22. Rồi, 22 quý vị ơi. Rồi, cho một vòng luôn. Coi chừng nha. Rồi, không có đụng luôn. Mà không có khóc nha. Rồi, giá bao nhiêu đây em? Giá là 1.900.000. Rồi, 1.900.000 nha quý vị. Rồi, đổi cây. May dảo luôn, tàn chi Tết luôn. Rồi, ghé lửa nha quý vị. Rồi, cây này mã số 7 luôn. Rồi, lửa đứng lửa luôn. Rồi. Rồi, cao khoảng 1m6 quý vị ơi. Rồi, ngang em ơi. Rồi, đó được rồi. Ngang là 122. Rồi, 122. Cao khoảng 1m6. Rồi, kéo xuống cho quý vị xem nha. Đây, cái đít đây. Rồi, cho anh cái hoành luôn. Hoành là 27. 27. Rồi, quay vòng. Vô rồi nha mấy ông. Rồi, báo giá luôn. Dạ, 2.3 triệu. Rồi, cái này 2.3 triệu luôn quý vị ơi. Đổi cây. Làm nó quấn quấn bút luôn á. Là cây số 8. Cây số 8 nha quý vị. Rồi, cây số 8 này mình thấy nó hơi cao hơn mấy cây kia nha quý vị. Rồi, cây này khoảng 1m7 nha quý vị. Khoảng 1m7. Rồi, ngang. Cây này nụ bung bự bự nè, quá bự nè. Cây này chắc là chơi Tết ok luôn. 108. Rồi, 108. Rồi, giữ đó Hiền ơi. À, ship tầm bắt luôn. À, ship cây thôi. Không có ship chủ cây ha. À, ship cây thôi, chủ cây ship tấm hồng cũng được. Chủ cây ship tấm hồng nó bị nghẹt thở. Nụ quá trời nụ rồi quý vị. Quá trời nụ luôn. Chú Kên nó không lấy, chú Kên lấy ạ. À, chú Kên không có tiền, chú Kên nghèo lắm. Trời ơi, chú Kên mà hen gì ta. Rồi, cho cái hoành luôn em ơi. Hoành là 24. Rồi, 24. Rồi, cho một vòng đế luôn. Rồi, giá luôn. Giá là 2.2 triệu. Giá 2.2 triệu luôn. Rồi, đổi cây. Dạ, ơi. Chú nè. Bà đem báo giá chị luôn. Đây là cây số 9. Rồi, cây số 9 nha quý vị. Rồi, cao khoảng 1m6 nha quý vị. Rồi, ngang em. 102. Ờ, ngang 102.
Rồi tay cành nhìn thấy cũng rất là khích nha quý vị. Đây, lắc ẹo đây. Rồi quà nhiêu Hiền? Mười chín. Rồi hoành 19 quý vị ơi. Rồi một dòng đế luôn. Đế này lạ nha. Này chắc quắn quắn ẹo ẹo luôn. Con rắn nó làm nó phanh cái đuôi lại đó. Rồng em ơi. Rồng. Rồng. Rồi giá luôn em ơi. Giá 1.9 triệu. Rồi giá 1.9 triệu nha quý vị. Cây mã số 9 nha quý vị. Rồi đổi cây. Quay bát luôn nè. Cái này là màu đẹp quá nha quý vị. Cây số 10. Rồi cao khoảng 1m7 nha quý vị. Rồi ngang khoảng nhiêu em? Ngang 124. Rồi ngang 124. Rồi mời quý vị mình xem tay cành có cây mã số 10 nha quý vị. Đây, dáng cũng rất là đẹp ha. Rồi cho anh cái hoành luôn. Hoành 24. Nhiều 23 đi. Rồi 23 nha quý vị. Đo vị trí đó 23 nha quý vị. Rồi đây để đây quý vị ơi. Cộng nậu nấy coi đế này. Cộng nậu nấy lực ha. Lực quá là lực luôn. Rồi giá luôn nha em. Giá 2.1 triệu. Rồi 2.1 triệu luôn những gì. Rồi đổi cây. Đây là cây 11. Đây mã số 11 nha quý vị. Ê à, kiếm gì kê lại để nó ngã. Rồi cây này cao cũng khoảng 1m7 nha quý vị. Rồi tầng ngang khoảng nhiêu em? Ngang này cũng thấy cũng rộng quá nè quý vị ơi. Nụ bự bự ha. 135. Rồi 135 nha quý vị. Rồi cao khoảng 1m7 ha. Rồi mời quý vị xem thân nha, tại cành nha. Rồi hoành nhiêu em? Hoành 22. Rồi hoành 22. Rồi đế đây quý vị ơi. Làm chỗ nó nằm á. Đúng. Rồi giá nhiêu em? Giá 2 triệu. Rồi giá 2 triệu nhưng quý vị cây mã số 11 ha, ha em. Phải không? 11. Rồi mã số 11 nha quý vị. Kinh kinh mai rồi. Rồi đổi cây. Trời ơi, coi chừng dập chân. Đây, cây. Cây số 12. Rồi, mã số 12. Cây nào nữa không? Còn cây nữa hả? Cây bự luôn đi. 12 này cao khoảng 1m6 nha quý vị ơi. Rồi, tầng ngang khoảng nhiêu em? Rồi, 120 quý vị ơi. Cao khoảng 1m6 ha. Rồi dừng hướng này.
Rồi mời quý vị xem tay cành nha. Rồi cho cái hoành luôn. Hoành này 20. Rồi hoành 20 quý vị ơi. Rồi để đây quý vị ơi. Để con đặt bên nè ha. Rồi giá nhiêu em? Dạ cây này giá 1,5 triệu. À, cái mã số 12 giá 1,5 triệu nha quý vị. Rồi đổi cây. Đây là cây số 13 cũng là cây cuối cùng. Rồi cây số 13 nha quý vị. Rồi lấy cây bao xuống nè. Rồi. Rồi số 13 nha quý vị. Rồi cao này khoảng 1,5 m rồi quý vị ơi. Rồi ngang. Ngang 130. Rồi ngang 130. Rồi mời quý vị xem ha. Rồi. Rồi giữ yên anh hướng này. Rồi tay cành nha quý vị. Cao này cây này khoảng mét, cao 1,5 m nha quý vị. Rồi hoành anh. Ê lộn hoành em. Đổi em luôn rồi ha. Hoành 21. Rồi 21. Dạ đổi em luôn à. Đổi giới tính luôn. Đổi giới tính luôn. Đổi giới tính hiện luôn. Rồi giá nhiêu em? Cái này giá 1,8 triệu. Rồi 1,8 triệu nhưng quý vị cây mã số 13 em. Dạ 13. Rồi mình còn cây nữa không em? Còn cây sau lưng nữa hả? Rồi còn mình lùi luôn. Lùi. Lấy cây này quá giật luôn. Cái này không tàn bớt rồi. Tàn đó. Rồi cây 14. Rồi hơi dướng lá trên rồi. Cây 14 dướng lá. Đẩy nó ra một xíu nữa đi. Đẩy nó ra xíu đi. Nữa. Rồi. Chưa vuốt lá kịp nha, để lá cũng vuốt cái lá nha anh Tấn. Ừ. Quay xong rồi mới rút rồi vuốt phải không? Rồi cây này cao khoảng 2 mét nha quý vị. Tới đầu mét 6 à. Mét 6 hả? 6. Để xe cao. Rồi tao chắc tao để anh xe quý vị ơi. Rồi cái này cao khoảng mét 6 không? Rồi khoảng ngang nhiêu em? Cho em luôn em. 130. Rồi 130. Cao mét 6. Rồi, ở trên đây chưa có thuốc lá quý vị. Còn rồi. Xanh tươi luôn. Cho anh Tấn anh đi vòng giùm đi. Khỏi đi vòng, kéo từ trên xuống nè. Kéo từ trên xuống vòng đi. Rồi cho cái hoành em ơi. Đó, giờ tống tải rồi. Hoành này nó. Rồi, lấy tôi luôn đi. Dạm anh Tấn. Như vậy. 39 em. À, 39 quý vị ơi. Rồi bộ đế luôn để mình đi để đây quay không được ha, mình tự quay. Rồi giá này nhiêu? Cái cây này 7 triệu. 7 triệu để dặn luôn á. Đây nó có cái đùi ra, đùi bự như cái đùi của chủ cây. Đùi chủ cây, chủ cây phải chủ kênh, chủ kênh ướp. Đùi bự chảng như đùi của chủ cây. Đây có vết thẹo ha. Dạ. Hồi đó bị tóc cái da cây nha. Lành rồi, con lành rồi. Rồi 7 triệu cái này nha quý vị. Hoành 39 luôn. Rồi cây này cũng là cây cuối cùng của clip mình nha quý vị. À, Hiền ơi có muốn nói gì dài lời với quý vị không Hiền? À, cuối cùng em cảm ơn anh Tấn nha, với cảm ơn quý vị bà con cô bác trên toàn quốc nha, với anh chị em đã ủng hộ em thời gian vừa qua nha. Mong quý bà con cô bác với anh chị em tiếp tục ủng hộ em trong thời gian tới nữa nha. Ủng hộ nhiệt tình để cho em bán được nhiều cây, em kiếm cây mới về tiếp tục quay lên cho bà con cô bác ủng hộ. Quý vị mình đến đây là kết thúc rồi quý vị.
Trong quá trình xem cây, quý vị cảm thấy là thích cây nào thì alo trực tiếp cho em Hiền nha quý vị. Quý vị đừng quên bấm đăng ký nha quý vị, bấm cái chuông rung rung để mình kịp thời nhận được cái thông báo để mình chọn lựa cây sớm nhất nha quý vị. Xin chào và hẹn quý vị vào video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.